xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi68 TV. Và trong số tiếp theo của series tuần qua có gì? Anh em hãy cùng Irene điểm qua những tin tức hot nhất về thị trường blockchain và crypto trong tuần thứ 2 của tháng 11 nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu với video ngày hôm nay thôi. Tin tức đầu tiên đó chính là SEC trì hoãn đề xuất ETF Bitcoin Spot của Hashdex và đề xuất ETF Ethereum Future của Grayscale. Giá của Bitcoin thì vẫn lập đỉnh mới. Theo thông báo vào rạng sáng ngày 16 tháng 10 thì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ là SEC đã quyết định trì hoãn hai đề xuất ETF Bitcoin Spot của Hashdex và ETF Ethereum Future của Grayscale. Cả hai đề xuất này thì đều được gửi lên SEC vào tháng 9 và có hạn chót để SEC có thể đưa ra quyết định vào ngày 17 tháng 11. Như vậy thì Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã quyết định muốn có thêm thời gian để cân nhắc. Điều kỳ lạ ở đây đó chính là SEC thì vẫn chưa đưa ra thông báo gì cho một đề xuất ETF Bitcoin Spot cũng có hạn chót vào ngày 17 tháng 11 của Franklin Templeton, nhưng khả năng cao thì cũng sẽ có một thông báo vào thứ 6 này. Ngoài ra thì việc SEC trì hoãn ETF Ethereum Future của Grayscale thì cũng là kỳ lạ, bởi vì ủy ban này vào tháng 10 thì đã chấp thuận cho một loạt các ETF Ethereum Future ra mắt. Nguyên nhân được đồn đoán ở đây có thể là bởi những tranh cãi pháp lý đang diễn ra giữa SEC và Grayscale, công ty mà đã thắng kiện Ủy ban Chứng khoán vào tháng 8 vừa rồi. Grayscale thì sau đó còn nộp đơn xin chuyển đổi hai quỹ Bitcoin và Ethereum của mình thành ETF Spot. Như đã được Coi68 đưa tin trước đây thì ETF thì đang là động lực giúp cho thị trường tiền mã hóa tăng trưởng một cách vượt trội từ cuối tháng 10 cho đến nay, khi mà nhiều ông lớn của giới tài chính phố Wall như là BlackRock đang khởi xướng. Song, SEC vẫn chưa bao giờ phê duyệt cho ETF Bitcoin Spot, lập luận rằng thị trường tiền mã hóa thì vẫn còn nhiều âm mưu thao túng và gian lận đe dọa đến các nhà đầu tư. Ví dụ điển hình gần đây nhất đó chính là việc có người đã mạo danh BlackRock để gửi hồ sơ xin thành lập ETF XRP tại Delaware. Việc mà SEC trì hoãn đề xuất ETF Bitcoin của Hashdex thì cũng đập tan dự đoán trước đó của các chuyên gia phân tích từ phía Bloomberg, khi cho rằng sẽ có một khung thời gian từ ngày 9 tháng 11 cho đến 17 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán sẽ phê duyệt đồng thời 12 đề xuất ETF Bitcoin Spot đang được cơ quan này xem xét để đảm bảo sự công bằng, bởi đã có nhiều tín hiệu cho thấy SEC đang chuẩn bị những động thái pháp lý để chấp thuận cho ETF Bitcoin. Còn về giá của Bitcoin ở trong sáng ngày 16 tháng 11 thì không những không có phản ứng tiêu cực trước những thông tin trên, mà thậm chí lại còn tăng lên mốc là 37.980 đô, mức đỉnh mới của năm 2023 và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022 trước cú sập của Luna UST. Ethereum thì cũng ghi nhận mức biến động phục hồi tương tự lên 2.080 đô, dù chưa thể vượt qua mức đỉnh là 2.136 đô trước đó. Tin tức thứ hai đó chính là vốn hóa thị trường của Tether hay là USDT đã tăng lên mức 4 tỷ đô chỉ trong vòng 3 tuần. Tether hay là USDT, đồng stablecoin hàng đầu thị trường tiền mã hóa, đã tiếp tục củng cố vị thế của mình trong đợt tăng hiện tại với mức phát hành thêm 4 tỷ đô la Mỹ trong chưa đầy một tháng. Theo đó thì sau gần 5 tháng chỉ quanh quẩn mức vốn hóa 83 tỷ đô thì số lượng Tether được lưu hành đã tăng trở lại kể từ giữa tháng 10, ngay từ khi Bitcoin được tiếp thêm sức mạnh từ động lực của ETF. Dữ liệu từ Whale Atlas thì cho thấy là Tether đã có hơn 4 lần phát hành thêm 1 tỷ đô la Mỹ kể từ ngày 20 tháng 10 cho đến nay, đưa vốn hóa của stablecoin lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 87 tỷ đô la Mỹ. Các lần phát hành USDT mới của Tether trong 3 tuần gần nhất thì Irene sẽ để lên trên màn hình cho anh em theo dõi thêm. Một số nhà quan sát thì chỉ ra rằng lần gần nhất mà vốn hóa của Tether tăng trưởng mạnh đến như vậy là vào hồi tháng 3 năm 2023, thời điểm mà đối thủ USDC bị defect nặng vì kẹt tiền bảo chứng ở ngân hàng Silicon Valley Bank. Lượng USDT mới phát hành trong những tuần qua thì chiếm đến 18% tổng stablecoin Tether tạo mới trong năm 2023. Cụ thể là trong năm nay, công ty đã phát hành tới 22,75 tỷ USDT với 13 tỷ USD trong đó ở trên mạng Tron, còn 9,75 tỷ USD là ở trên mạng Ethereum. Tron và Ethereum thì cũng là hai blockchain tập trung gần như toàn bộ USDT ở thời điểm hiện tại, với nguồn cung lần lượt là 46 tỷ đô và 40 tỷ đô. Sự kiện này thì cũng được tân CEO của Tether là ông Paolo thông báo ở trên Twitter vào sáng 14 tháng 11. Điều này thì đồng nghĩa với việc thị phần của Tether ở trong mảng stablecoin neo giá và USD đã tăng lên mốc là 68% trong bối cảnh mà những đối thủ khác đều không có sự khởi sắc về vốn hóa. Trong báo cáo tài sản quý 3 năm 2023 thì công ty phát hành stablecoin cho biết vẫn nắm giữ đa số tài sản bảo chứng cho USDT dưới dạng trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn, đồng thời gia tăng thêm đầu tư vào những sản phẩm
phẩm mới. Ông Adonio thì úp mở rằng trong năm 2024, Tether sẽ tung đến hơn 5 sản phẩm mới, cam kết đây là những thứ mà người dùng thật sự cần. Tether thì được biết là đang đổ rất nhiều tiền vào hoạt động đào Bitcoin, cũng như là phát triển giao thức RGB protocol để triển khai smart contract ở trên mạng của Bitcoin. Việc vốn hóa của stablecoin USDT của Tether lập đỉnh kỷ lục mới kết hợp với những tín hiệu tích cực ở trong thời gian qua như là dòng vốn đầu tư vào ngành crypto tăng trở lại và khối lượng giao dịch spot phục hồi khiến nhiều người tin rằng đợt tăng trưởng này sẽ khiến cho Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có cơ sở và có thể đảo chiều trong chu kỳ downtrend kéo dài suốt 2 năm vừa qua. Tin tức thứ ba là Jupiter xác nhận airdrop cho hơn 950.000 người dùng. Tài khoản có tên là Mel của nhà sáng lập dự án Jupiter Exchange, nhà giao dịch tổng hợp thanh khoản Liquidity Dex Aggregator, xác nhận sẽ có chương trình airdrop dành cho những người dùng đã ủng hộ sản phẩm của dự án trong những ngày đầu. Trong bài đăng này thì nhà sáng lập của Jupiter đã cho biết sẽ có 4 tỷ token của họ là JUP hay là JUPT sẽ được phân bổ cho cộng đồng ở trong chương trình airdrop này thông qua 4 giai đoạn, tương đương 1 tỷ JUP sẽ được phân phối trong từng giai đoạn. Thời gian bắt đầu airdrop giai đoạn đầu tiên của dự án dự kiến là trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 11 cho đến 26 tháng 11 năm 2023 dành cho những người dùng đáp ứng những điều kiện sau. Thứ nhất là đã có khối lượng giao dịch tối thiểu là 1.000 đô la Mỹ ở trên các giao thức được tích hợp ở trên Jupiter, bao gồm là Solana hay là Sol Insignificator. Thứ hai là nằm trong danh sách 955.000 địa chỉ ví đã snapshot vào ngày 2 tháng 11 năm 2023. Trang web kiểm tra địa chỉ ví đủ điều kiện cũng như lượng token được phân bổ chính thức sẽ được dự án ra mắt trong tuần tới. Trước đó vào cuối tháng 9 thì Celestia cũng đã công bố airdrop cho người dùng ở trên Ethereum Rollup và Cosmos. Bên cạnh đó thì Oracle Pit Network cũng đã ra mắt thông báo sẽ airdrop cho người dùng các DApp đã tích hợp vào giải pháp của họ. Singapore hợp tác với 17 tổ chức tài chính để thí điểm token hóa tài sản. Theo thông báo từ cơ quan tiền tệ Singapore là MAS thì đơn vị này đang hợp tác cùng với 17 tổ chức tài chính lớn để khám phá thêm nhiều sáng kiến cho token hóa tài sản và cùng xây dựng phát triển các nền tảng để mở rộng thị trường token hóa. Đây là một phần nằm trong kế hoạch của dự án Guardians đã được MAS công bố vào cuối tháng 10 năm 2023 thông qua sự hợp tác với các cơ quan quản lý tài chính quốc gia của Nhật Bản, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ nhằm mục đích tăng cường thanh khoản, mở khóa thêm nhiều cơ hội đầu tư và nâng cao sự hiệu quả trong thị trường tài chính. 17 tổ chức tài chính lớn được cơ quan quản lý tài chính Singapore lựa chọn để thí điểm các trường hợp sử dụng token hóa tài sản. Nổi bật trong danh sách thì có những cái tên sau, Aaron sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi. Còn đây là quy trình token hóa tài sản mà chính quyền Singapore sẽ dự định thí điểm. Guardian thì dự kiến sẽ sử dụng Avalanche làm blockchain nền tảng, Bitconomy làm giải pháp account abstraction cùng những giải pháp cross-chain của Layer Zero và Elixir. Real World Assets là một trong những narrative tiềm năng của thị trường. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì cũng đánh giá cao về tiềm năng phát triển của token hóa tài sản ngoài đời thực. Và đây thì cũng là một narrative dự kiến sẽ cực kỳ trending trong thời gian tới, được nhiều người kỳ vọng sẽ là trend lead thị trường trong thời gian tới đây. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về những thông tin này và anh em có những tin tức nào đáng chú ý hơn không? Hãy cùng comment phía bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau bàn luận và chia sẻ thêm nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!